Vận trình tài lộc của 12 con giáp nửa cuối năm 2023. 1. Tuổi Tý. Vận trình tài lộc 12 con giáp nửa cuối năm 2023 của người tuổi Tý cho thấy nhìn chung tình hình tài chính của người tuổi Tý trong nửa cuối năm này tương đối tốt đẹp. Mọi việc đều được thuận lợi. Thậm chí có người nắm bắt được cơ hội đề bạc, tiến cử khiến các chế độ phúc lợi, đãi ngộ cải thiện có thể thấy rằng bạn càng xôn xáo sẽ càng dễ giành được phần thắng về mình nhất là trong các cuộc cạnh tranh hơn nữa những việc bạn làm sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt quý nhân từ đó được đối phương giới thiệu cho một số dự án thích hợp phù hợp đem tiền về đầy túi tuy nhiên cũng có thời điểm bạn vấp ngã nhiều sự cạnh tranh từ đối thủ hãy nhớ rằng những hành động sốc nổi có thể khiến bạn tự chuốc lấy phiền phức Hãy cố gắng giữ một cái đầu lạnh để có thể suy nghĩ và hành xử thật thấu đáo. Hai tuổi Sửu Phương diện tài chính có những bước tiến khá rõ ràng trong khoảng thời gian này. Bạn có nhiều cơ hội hợp tác với những người khách hàng tiềm năng và phù hợp với chiến lược mà bạn muốn hướng tới. Hiệu quả công việc được nâng cao cũng sẽ kéo theo thu nhập khởi sắc. Với người làm công ăn lương các dự án đòi hỏi có sự hợp tác với đồng nghiệp cũng sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ và tiến hành trôi chạy. Hiệu sức vượt mong đợi giúp bạn nhận được nhiều tiền thưởng. Tuy nhiên, dù làm ở lĩnh vực gì đi nữa, bản mệnh cũng nên kiềm chế lòng tham và ham muốn của mình. Đừng tham gia vào những lĩnh vực mà không chắc chắn. Đầu tư mạo hiểm hoặc cờ bạc đỏ đen có thể sẽ giúp bạn thu được món lợi không nhỏ, nhưng rủi ro kèm theo cũng khá lớn. 3. Tuổi dần Xin chia buồn cùng với người tuổi dần, vì trong nửa cuối năm 2023 này, tình hình tài chính của người tuổi dần sẽ không được khởi sắc như mong muốn. Trong khi đó, khối lượng công việc lại tăng lên khá gõ gạch. Bản mệnh thường xuyên phải xây vần trong đủ thứ việc và kế hoạch, chẳng lúc nào ngơi tay. Cần phải thấy rằng cạnh tranh tăng lên đồng nghĩa với việc bạn sẽ có thêm động lực để phát triển. Bản mệnh nên tận dụng cơ hội này để phát huy những kinh nghiệm và bản lĩnh bản thân đã tích lũy từ lâu. Bạn càng hăng hái sẽ càng có lợi cho tiền đồ sau này của bản thân. Đến những tháng cuối năm, con giáp này được đón những cơ hội cải thiện thu nhập, lợi nhuận thu về từ các dự án hoặc hợp tác trước đó. Tuy nhiên, bạn vẫn nên đề phòng đối thủ cạnh tranh, tiểu nhân dầm ngó, vì có thể lòng ganh tị mà giở trò bất lợi. 4. Tuổi mão Tài vận của người tuổi mão cũng có dấu hiệu giảm sút trong 6 tháng cuối năm. Khi tình trạng phá tài liên tục xảy ra, bạn phải hao tiền tốn của vì những chuyện không đâu vào đâu. Vì thế, trước khi đưa ra các kế hoạch đầu tư, dù lớn hay nhỏ, bạn cũng cần hết sức cẩn thận. Vào thời điểm này, bản mệnh không nên ôm chuyện bao đồng, kẻo dướng hòa, phị thi. Làm ăn chú trọng uy tín, tuân thủ pháp luật, đừng xung đột với cơ quan hành pháp, nếu không sẽ rất dễ bị tổn hại. Nếu phải đi công tác hoặc đi du lịch xa, bạn nên chú ý giữ gìn sức khỏe, đi đứng thận trọng, kẻo bị té ngã, thậm chí tai nạn xe cộ vừa tổn hại sức khỏe, vừa tốn tiền chữa trị. Tháng cuối năm, vạn khí có khởi sắc hơn, các dự án làm ăn dần có thu lợi về tiền bạc. Năm, tuổi thìn Vận trình tài lộc 12 con giáp nửa cuối năm 2023 của người tuổi thìn cho thấy, tình hình tài lộc của người tuổi thìn trong 6 tháng cuối năm có thu, có chi, nhu cầu cuộc sống tăng cao khiến kinh tế của bạn không quá dư dả. Dạ. Phương diện tình cảm cũng tiêu tốn của bạn một khoản tiền không nhỏ. Bạn nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý để không gây vào hoàn cảnh eo hẹp. Việc đầu tư mạo hiểm cũng không thích hợp ở thời điểm này. Dù lợi nhuận có cao đến đâu, bạn cũng không nên bắt chấp tất cả mà bỏ qua rủi ro tiềm ẩn. Muốn kiếm tiền về túi ở thời điểm này bạn không nên hành động cảm tính kẻo tự gây xáo trộn cho các kế hoạch của mình. Đồng thời, bạn cũng không nên quá do dự mà để bỏ lỡ cơ hội tốt. Bên cạnh đó, bạn cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, bảo quản đồ đạc, tư trang, cẩn thận, kẻo bị trộm cắp, lừa lọc. Đi ra ngoài tốt nhất không nên quá phô trương hoặc chạy xeo, xu thế. 6. Tuổi tỵ Tình hình tài chính của người tuổi tỵ gia tăng rõ rệt trong nửa cuối năm 2023. Các dự án ký kết, hợp tác kinh doanh diễn ra suôn sẻ, thu hút được nhiều nguồn đầu tư bên ngoài. Có kế hoạch quản lý tài chính phù hợp để gia tăng khoản tích lũy. Tuy nhiên, kể cả khi mọi việc đang thuận lợi, bạn cũng không nên dành thời gian để sắp xếp lại một số mối quan hệ Hãy giữ khoảng cách với những kẻ chỉ luôn muốn kiếm chút lợi lộc gì đó từ bạn. Còn khi không đạt được mục đích thì mất dạng. Tháng cuối năm tài vận ít nhiều có dấu hiệu giảm sút, chi tiêu mất cân đối, lúc hoang phí khi lại thắt lưng buộc bụng. Con giáp này cần nhanh chóng thay đổi lại cách chi tiêu tùy hứng như vậy, kẻo sớm muộn gì bạn cũng nợ nần chồng chất. 7 tuổi ngọ Trong 6 tháng cuối năm này, người tuổi ngọ cần phải thận trọng trong các quyết định của mình Tránh tin người quá đáng, kẻo phải chịu tổn thất không đáng có Việc làm ăn mua bán cũng cần chú ý gõ ràng, chớ đẩy bản thân vào hoàn cảnh, tranh chấp, tiền bạc bạn không nên trông cậy vào người khác giúp đỡ, mà hãy tự lực cánh sinh. Hãy nhanh nhạy hơn trong việc nắm bắt xu thế thị trường để có thể mở lối đi riêng thu hút được nhiều khách hàng mới. Khi bạn tự cố gắng để vươn lên, bạn sẽ một ngày tài giỏi và mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, bạn cũng cần phải mua sắm chi tiêu khá nhiều trong khoảng thời gian này. Vì thế, chớ tiêu xài lãng phí hoặc đầu tư mù quáng, nếu không dễ gây vào hoàn cảnh hao tài tốn của, thậm chí phải vay mượn của người khác để sống qua ngày. 8 tuổi mùi Vận trình tài lộc 12 con giáp nửa cuối năm của người tuổi mùi Tình hình tài chính của người tuổi mùi có nhiều khởi sắc khi người làm công ăn lương được nhận các khoản hoa hồng, thưởng nóng. Người làm đầu tư, kinh doanh dần thu về một khoản lãi lời vượt dự tính ban đầu. Tài lộc của những người làm nghề tay trái cũng có nhiều dấu hiệu cải thiện. Bạn biết giữ chữ tính lại thêm tính việc cẩn thận, chăm chỉ nên khiến khách hàng hài lòng muốn ký hợp đồng lâu dài với bạn với người làm ăn bạn có thể sẽ phải xử lý khá nhiều đơn hàng khiến cơ thể đôi khi cảm thấy mệt mỏi đáng mừng là công việc của bạn đã được trả giá xứng đáng bạn thu về khoản lời lãi vượt xa đối thủ chín tuổi thân Người tuổi thân làm ăn kinh doanh sẽ gặp được một vài đối tác khá triển vọng trong 6 tháng cuối năm này. Đôi bên nên tìm hiểu kỹ về nhau trước khi đi đến quyết định hợp tác. Như vậy sẽ giảm bớt được nhiều mâu thuẫn, bất đồng về lợi ích trong tương lai. Quý nhân cũng có thể xuất hiện giới thiệu cho bạn một cơ hội đáng thử sức. Đừng chần chừ, do dự, kẻo đánh mất đi cơ hội sẽ trôi qua rất nhanh con giáp này nên tin tưởng vào bản thân của mình nhiều hơn, đừng lo sợ bản thân thua kém người khác. Tuy nhiên, người trẻ tuổi còn chưa có nhiều kinh nghiệm, cho nên vội vàng bước chân vào lĩnh vực đầu tư, bạn nên học hỏi, lắng nghe lời khuyên của những người đi trước nhiều hơn. Nông nóng thể hiện bản thân mình chỉ khiến bạn dễ dướng vào gắt gối hoặc tổn thất mà thôi. 10. Tuổi giàu Cơ hội hái ra tiền có xuất hiện trong khoảng thời gian này. Điều quan trọng là tuổi giàu phải có con mắt tinh đề để nhận ra và nắm bắt kịp thời. Sự chủ động sẽ giúp bạn gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp, kiếm tiền về đầy túi. Vì vậy, đừng nghĩ đến việc phụ thuộc vào bất kỳ ai. Với người làm công ăn lương, tháng cuối cùng của năm, bạn sẽ phải làm việc rất giả. Xong, bạn tìm được động lực để cố gắng. Con giáp này biết tận dụng lợi thế để ghi điểm trong mắt cấp trên. Kết quả gặt hái được khoản tiền thưởng nóng tương xứng với công sức bỏ ra. Có điều cần chú ý hơn trong chuyện chi tiêu. Chớ nên chạy theo xu thế khi đồng tiền của bạn còn chưa dư dả. Dạ. Đồng thời, hãy giữ kỹ số tiền trong túi. Đừng cả tin, nghe theo lời gũ ghê, lôi kéo của những người không đáng tin cậy. 11. Tuổi Tuất Chuyện làm ăn kinh doanh trong 6 tháng cuối năm tiến triển thuận lợi khi người tổ tức làm quen được với những khách hàng tương đối triển vọng. Có thể bạn sẽ phải làm việc vất giảm một chút, xong công lao được trả giá đúng đắn. Người làm công ăn lương có cơ hội nhận được quyết định thăng chức, tăng lương. Những cố gắng của bạn trong suốt khoảng một năm vừa qua đã được ghi nhận và đánh giá khá cao. Đây là động lực để bạn cố gắng phát triển hơn nữa. Trên phương diện chi tiêu, bạn bắt đầu tiêu pha có kế hoạch hơn nên có thể tích lũy được một khoản kha khá. Bạn có thể dành thời gian nghiên cứu trong các lĩnh vực đầu tư hoặc gửi tiết kiệm giúp đồng tiền của mình tiếp tục xanh sôi nảy nở. 12 tuổi hài. 6 tháng cuối năm này là thời điểm bứt phá của người tuổi hài. Bạn sẽ tìm thấy động lực để tiến về phía trước thậm chí tìm ra được điểm mạnh của mình và có hướng phát triển trong tương lai. Một vài cơ hội sẽ trong khoảng thời gian này, bạn phải chủ động nắm bắt, nếu không cơ hội sẽ gây vào tay người khác. Hãy tin tưởng vào bản thân, rồi bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Đến cuối năm, vận trình tài lộc của bản mệnh sẽ có những điểm sáng đáng kể. Những người làm công ăn lương nhận được nhiều khoản thưởng nóng thậm chí có người được tăng lương người làm ăn mua bán có một túi tiền gủng gỉnh vì các đơn hàng hợp đồng tấp nập